Các bạn, sáng mình mấy anh em dọn vương á, bắt được con cò nè các bạn. Giờ là đã giới thiệu bình xong rồi các bạn, giờ chỉ còn chờ được cá, ta lấy cái xiếc á, gọi là cái xiếc á, cái cá các bạn. Sáng mình dọn giờ bình xong, giờ cá cái gì cô? Dữ ta
Mai hả? À?